Dạ. Đó chị bán nhiều xiêm, nhỏ nhiều xiêm với nó mà bà chị á. Hai chị em ngồi nhỏ mà chị chạy nó máu mất luôn. Dạ. Tại vì mình thấy cấm vô mình nhặt. Vâng, đúng rồi. Thấy vịt nó hay có lông măng nhiều á. Đó, đó. Dạ. Anh ra hả chỗ làm cực lắm. Thấy đây chị làm sạch hết rồi cả nhà. Đó. Cái mà dịch cái con dịch với chị không còn một cuốn lông luôn. Dạ. Này phải chịu khó ngồi nhặt sạch. Quen rồi, nhà yeah. Chị làm dịch mấy chục năm giờ nhà làm. Như mình bán mì Việt Tiềm mình cũng mua vịt này mình về mình làm này. Cái thớ thịt của nó nạc. Vịt này chắc ăn chắc thịt đó. Chắc thật lắm vịt. Dạ. Thấy quay sát này cả nhà. Thớ thịt của nó dày. Như đây bún măng vịt mình bán bao nhiêu tiền một tô chị? 55. 55 ngàn. Đây khách ăn tô bún mè. Thấy cái con vịt này nó nạc quá, vịt đồng rồi chị. Thấy cái thớ thịt này nạc cả nhà. Quá trời vịt. Ồ, thấy cái con vịt này cả nhà. Cái tô này đang làm bao nhiêu tiền chị? 55 với 30 là 800. Đó, tô 85 ngàn đó các bạn. Có đầu luôn. Có đầu, nguyên cái đầu. Nguyên cái đầu 30. Dạ. Ở đây trời nắng quá, chị phải chùm cái mền này cho mát này các bạn. Bún măng vịt chùm mền. Bỏ vô tô à. Mấy em hai bình miếng. Đây chị bán ngay góc đường Công Chúa Ngọc Hân và đường Lãnh Đình Thăng này. Dày nạt. Mày đây cái giá vô thả mượn giá đây. Cái bổ nó được cái giá mới được. Cái giá con ơi. Trong cái nồi này chắc mình có măng huyết được không chị? Măng với huyết. Dạ. Bổ nó còn muốn cái gì muốn cái giá vô đấy nha, vô thả mượn giá. Quá trời măng huyết luôn cả nhà. Huyết vịt đó. Dạ. Vâng. Thấy cái nồi bún măng vịt này quá chất lượng. Đây chị Út bán hơn 20 năm ở trên vỉa hè Sài Gòn ấy. Tại địa điểm này luôn. Giá này cũng còn mua quá. Rồi, chị à. Bán bún canh cua không? Miếng vịt đó. Có miếng vịt nè, này bán miếng vịt nè.
8 năm đi bộ. Cái này gọi là bún măng thì là khác hả? Bún măng là có cả miến luôn á. Chú ăn liền chưa? Ăn liền chưa? Ờ, miến đó kìa. Đây chuẩn bị nhà. Dạ, cũng lẻn xe qua mẹ đi ăn, nó không quay. Xe nào, xe nào? Cái tủ viết hấp dẫn đi. Dạ, kiếu ăn tô nhựa phải không? Rồi, xin hai tô luôn đi. Dạ, có ăn tô nhựa chú nói đấy, không biết không hỏi chưa. 55 với 65. Dạ, 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 có. Cho mẹ xin hai tô cái... Mày dịch tiền mà khác nè hả? Dạ, mày dịch tiền mà khác. Mình đang không quán hả? Dạ không. Mày dịch tiền thứ hai đi. Thứ hai à? Ở qua thứ sáu chưa? Sao? Ủa mày, đâu mày qua thứ sáu, thứ sáu đường sau. Thứ sáu đường sau hả? Dạ, ngày mai thứ sáu là bún riêu. Thứ sáu đường sau không nổi mày dịch tiền. Thứ sáu đường sau là riêu hoặc là thứ sáu. 30 Tết, 30 Tết. 30 Tết. Nó bán tiếp. Ở đây mình tổng cộng có bao nhiêu món mà thay đổi trong tuần đấy chị Út? Có 7 món không? Phải dạ. Nhà mấy món nhưng mà chỉ đến 10 mấy món rồi. Vâng. Nhiều khi thay đổi lung tung hết. Thành giá mãi. Nhưng mà cái ngày thứ 2, thứ 6 là để chị Út thay đổi món là vì bún riêu với lại bún cà ri khách cũng hay đậm, hay ngán. Dạ. Thành ra chị Út thay đổi cho 2 ngày đó, chỉ còn có mấy ngày kia là cố định. Vâng. Thấy cái nồi bún măng này thơm rồi nè. Lắp vào được, lắp lên. Chưa có lắp, để lắp con đây bạn ơi. Mình làm cái này mày về đó, cô dẫn. Mệt chứ mệt thôi. Bún con miếng nha. Thấy chị Út bán khách quen mua về cũng nhiều quá hả? Đến đây ăn xong mua về. Cái này chú ạ? Dạ, chú ơi, chú món. Hôm qua hôm nay coi, cơm đi đứt. À. Qua. Cách thì như là nghề đó. Chiều tới tối đặt chú đi á. Đúng rồi. Đặt luôn. Quay xe trời dùng bình không dùng bánh cây chơi mà chơi dụ. Thấy cô gái tóc đỏ con gái chú đi hả? Nghỉ nghỉ Tết được 2 tháng mấy xin cho nhuộm tóc. Dạ. Qua Tết dựng lại. Thấy xịt tin quá. Dạ. Mình có hai người con hả chị? Một trai một gái à? Thấy hai người con chị ra phụ chị nữa kìa. Chắc mình mua cái vịt này mình về mình phải làm sạch buổi sáng không? Bây giờ chiều bán rồi chị nhờ? Đúng rồi. Làm vịt thì chắc cũng cực. Cực các em. Dạ. Chỗ bây giờ còn đỡ nha, hồi đó chị bán thịt xiêm á. Dạ. Đó chị bán thịt xiêm, chị nhỏ thịt xiêm mà bà chị á. Hai xe ngồi nhỏ mà chị chạy nó máu mất luôn. Dạ. Tại vì mình thấy cấm vô mình nhắc vâng, cái lắm đúng rồi.
thấy vịt hay có lông măng nhiều quá. Đó đó. Dạ. Anh ra hả chỗ làm cực lắm. Thấy đây chị làm sạch hết rồi cả nhà. Không. Cái mà dịch cái con này cho chị không còn một cuốn lông luôn. Dạ. Này phải chịu khó ngồi nhặt sạch. Quen rồi, nhà dạ. Chị làm dịch mấy chục năm rồi nhà làm. Như mình bán mì Việt Tiềm mình cũng mua vịt này mình về mình làm này. Cái thớ thịt của nó nạc. Vịt này chắc ăn chắc thịt đó. Dạ. Thấy quay sát này cả nhà. Thớ thịt nó dày. Thấy con gái chị Út có bộ tóc đẹp quá. Thấy nổi bật. Nghe con chị nói không thấy? Hả? Để nghe con chị nói không? Đó, không nghe đâu. Con làm cái cây chèm xanh tiền đỏ cho mẹ. À, đẹp dữ rồi. Cho vậy đó là dễ thương chứ mình già ừ. mình nói đẹp chứ mình làm không giống ai luôn á. Thật kệ đi, nó nghỉ hè được 2 tháng mấy nó làm. Mấy đứa nhỏ này nè, đứa bé nhỏ phải không? Đứa nhỏ. Để mốt qua hết rồi dầm đem lại. Mình chắc bán trong chợ à chị? Kiểu bận. Dạ. Đây là khách quen của chị Út. Chị gọi đây 40 miếng là 40 chị. Đó rồi mà. Mình bán cái gì trong chợ này đấy chị? Bán tạp hóa. Dạ, bán tạp hóa. Dạ. Chị Út em lấy cái trong bún. Rồi. Cái gì gọi để đi như vậy cho em xin miếng trong bún. Chị không gọi đâu. Thấy ở bên kia có nguyên một thau rau à, rau tươi cả nhà. Cái lỗ gỏi bên nhà chị Thảo á, xói nước lại cái đi, nãy nó đi ra nắng quá nó khô quèo. Múc chị múc à. Bên đây nè, tự xử giùm chút đi, ăn nhiều cái gì múc. Ăn nhiều múc nhiều hết múc hết. Cái nhà không hoa thủy ha. Đây khách ăn rồi. Có ăn lòng không thủy? Ăn lòng không cưng? Ăn lòng không? Không. Mày sắc với mày luôn đi ha. Thì thường ghê á. Chị hỏi nó cái khuôn mặt nó đẹp chứ mà chị nó mập quá. Nó mà có rất là đẹp chứ lắm. Cũng mà cái khuôn mặt nó hơi đẹp thôi. Khuôn mặt nó đẹp ghê. Đẹp ghê khuôn mặt nó thiệt nè. Rồi mắt. Để đây nè. Này nhây nhây nhây. Chị à cho nó chấm cho thấy đi con. Bỏ đây nè. Bỏ vô. Rồi đem theo ảnh cho cô. Theo ảnh luôn cho nó đi. Để đây trên cái sạp đi. Anh à, hỏi bà bán cho em bán cái lòng vậy em làm biết mặn con đi lòng luôn. Em mua bán con gà. Rồi cái bán đưa cho một cốc lòng luôn mà em về làm biết mặn. Anh gọi cho Thủy em mừng ơi. Nhà chị Út làm mặt tiền đường Lãnh Minh Thăng hả? À? Dưới một xíu thay đủ ăn. Cái nó đầy rồi, chỉ một xe lên cho bé. Cho cái nha. Rồi. Kia ăn 40 miếng kìa. Rất đông. Thấy ăn cũng gọi mà cái xíu mắm gần sao đủ ha. Đâu có chai vô đây nhiều rồi. Đủ rồi. Cho cả em có chai vô đây nhiều lắm á. Em có mắm mặn ăn thịt luôn. Chị kia mắm thịt ăn nha. Mày. Dạ. Kim ăn ít măng không Kim? Không lấy măng, lấy măng luôn.
bay hoài hả? Bay hoài, không mà che cho mát, không phải là bay kéo xuống thấp cho mát. Thấy ở đây cái mền nó cứ bay bay rồi nắng nó chói vào. À, còn con vịt cuối cùng. Chị Út, nhà mình ở đường Lãnh Bình Thăng này hả? Đúng rồi. Ồ, thấy hỏi chưa thấy trả lời, giờ mà đúng rồi. Khiếp quá ha, nhà mặt tiền đó là phải cũng phải giữ lắm đó. Thấy chị Út bán bún măng vịt này mới bảo bán cái món này bán chơi thôi chứ còn nghề khác nhiều khi không biết là nghề gì. Dạ. Từ đây đến chiều là mình bán hết nhiêu đó đó. Dạ. Vâng, dạ. Thấy hấp dẫn rồi nè. Quá trời thịt vịt. Thấy bật lý giờ đây. Nó đi ơi. Cũng mà ngọt. Mà lên miếng. Mà lên miếng không được. Khách quen hả chị Út? Hả? Khách quen hả? Dạ. Nó có hàng ăn luôn á. Dạ. Ở đây khách quen ăn đồ ăn không à? Sáng ta bán cái trưa ta đi ăn đồ của chị. Vâng. Này hơi nóng. Đúng rồi. Này trời thấy nắng quá hả? Bên cái cà tốt đi con ơi. Thấy cái nồi nước dùng nó sôi. Nghe nào mua trà mua giùm một cây nhé. Không múc rồi bác. Nghe má. Nào mua trà mua một cây nha. Mua một con cây nha. Mua cho chị. Mua cho mua gì? Bán hả? Cây trà. À cây trà hả? Rồi để mua cho bà chị bán nước. Rồi cái điện thoại cho anh đó đã. Để đây nha. Hôm bữa ấy có nhờ Bích Như nói chưa? Mà trà này uống ngon rồi phải không? Dạ vâng, bạn hôm bữa bạn uống thử rồi, mình sẽ uống được. Mua bán cho khách. Ba trà. Được chưa? Nhanh lên, nhanh lên. Đi đây. Đi đây con bưng được không cần. Chị bán ơi, sao không ăn khô rồi không ăn tươi? Dạ. Ăn khô nó hết. À. Đây cái nước lẹ của mình nó chồng đó. Dạ. Mẹ ơi, tô cái con hành nha. Hả? Con hành nha. Chưa kịp dặn luôn, lỡ bò hành vô rồi. Thôi để mày chở đi bán cho. Cô cái bò hành ti thôi. Cô vừa nói xong con quay qua mẹ múc nước xong rồi. Nhanh như vậy còn chưa kịp nữa đó. Thành cái măng khô thì nó chất lượng hơn măng tươi, măng ngâm. Cái mùa Tết này nhà măng nó mắc lắm. Tại dạ. Vì người ta kho ăn Tết á, vâng. Người Bắc á. Dạ. Đây chị nấu măng khô á. Cái này kho thịt đâu á. Dạ. Đây. Một dĩa gỏi luôn nha. Khách làm hai tô một đĩa gỏi. Bây giờ mày bỏ rau vô, bỏ hai nước vô, ăn hai nước mắm vô, gáo hơn, rồi với lại bỏ rau không vô. Nóng hơn.
Rồi chị Út bán cho em một tô luôn nhá. Dạ. Đó, đây cả nhà, mình kêu chị làm cho mình một tô 55.000 này. Thấy quá trời thịt này. Thấy thịt vịt ở đây ngạt. Miếng thịt nó thớ thịt nó dày cả nhà. Trời, hấp dẫn này. Có cả mè nữa. Đấy, chắc chị cho mình thêm mới nhiều như vậy nhé. Thấy quá trời mè và thịt luôn đó. Trời ơi, thịt vịt nó nạc quá luôn. Đây nữa này. Trời ơi, thấy quá trời này. Đây măng là măng khô nha cả nhà. Thấy tô bún là quá chất lượng. Đây sẽ có một chén nước chấm này. Có hành tím và gừng. Đó, sau đây xin mời cô chú chị và các bạn nhé. Sẽ thưởng thức tô bún măng vịt chan với nước chấm vô cho nó đậm đà. Thử miếng nước xem sao. Thấy nước ngọt đậm đà cả nhà. Nước ngọt là luộc vịt á, chỉ luộc hơn 10 con vịt ở trong đó. Thấy ngọt. Rồi đây là cái thớ con vịt, thịt con vịt này nạc này. Chấm mấy nước mắm này, cái cay ngon. Ăn thấy cái thịt vịt nó ngọt này. Thịt nó chắc cả nhà. Thịt này rất chắc nha, ăn nó ngọt thịt này. Đây là vịt đực cả nhà. Cho miếng ớt vô. Ăn cho nó cay. Đặc biệt là măng khô. Đây là mè cả nhà. Giòn. Mè ăn rất giòn cả nhà. Sự tô bún măng vịt quá ok luôn. Đầy huyết. Nước này mình cho miếng ớt vô ăn cay cay nó the nó ngon. Ở đây mình ăn sẽ được uống một ly trà đá miễn phí này. Nguyên một ly trà đá này. Không lấy tiền.
Đó, sau đây mình xin giới thiệu sơ cái tô mình kêu tô bún măng vịt 55.000 á, quay giới thiệu đến cô chú chị bạn á. Theo mình thì thấy ăn quá ok luôn á. Cô chú chị bạn ai có sở thích món này thì ghé ủng hộ nhé. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều.